Từ ngày 1 tháng 3, thông tư số 34 của Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay chính thức có hiệu lực. Trong bối cảnh mức giá vé máy bay nội địa ở mức cao hiện nay, nhiều người lo ngại việc tăng giá trần sẽ khiến mặt bằng giá vé sẽ tiếp tục tăng cao. Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản được thay đổi. Các đường bay có khoảng cách dưới 500 km, mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 2 năm 2024 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố theo chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố như điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2024, danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 đến 2025 trên địa bàn thành phố. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét việc phê duyệt lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo hình thức xã hội hóa của công ty cổ phần đầu tư Bisman, giải quyết vướng mắc công tác thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện trong công tác quản lý duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2019 trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, phiên họp xem xét việc ủy quyền phê duyệt hệ số K bồi thường khi thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có nhà chung cư ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư đối với từng dự án cải tạo xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô, đã giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình tại huyện ủy Thường Tín. Tham dự có trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy, huyện Thường Tín hiện đã đạt 14 trên 27 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Nổi bật là các chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe, 100% người dân thuộc diện bảo trợ được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số chỉ tiêu khó khăn như số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm, tỷ lệ hỏa táng. Thành viên đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của huyện Thường Tín trong thực hiện chương trình số 08, phát huy được tính nhân văn trong việc đảm bảo an sinh xã hội, duy trì cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng đề nghị huyện tập trung vào những chỉ tiêu còn khó khăn để tìm giải pháp. Trong đó, đặc biệt lưu ý nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo chương trình này. Quan điểm không phải là trước mắt mà là cả quá trình lâu dài. Giải pháp căn cơ là tập trung phát triển kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, các cơ quan báo chí của thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Cùng với việc đánh giá công tác báo chí tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 3 năm 2024, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố cũng định hướng nhiều nội dung tuyên truyền. Theo đó, các cơ quan báo chí thủ đô tăng cường các tuyến tin bài, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2024, lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 6. Đồng thời tập trung thông tin về Hội báo toàn quốc năm 2024, tuyên truyền một cách bài bản, thường xuyên và khoa học từ nay đến hết nhiệm kỳ, việc thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đặc biệt là xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, qua đó tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân.
Các đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai công điện số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác để phối hợp cùng các bộ ngành liên quan để triển khai nhanh, kịp thời và có giải pháp cụ thể cho từng nội dung vấn đề. Bộ này cũng đã ban hành 3 văn bản hướng dẫn gỡ khó cho các công trình giao thông trọng điểm. Đối với các địa phương có dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia, cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với chủ đầu tư, nắm bắt khó khăn vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công và chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh bổ sung công bố giá kịp thời theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, các sản phẩm vận tải dịch vụ mới của đường sắt đã mang đến những dịch vụ chất lượng cao, nhiều tiện ích hơn đến với khách hàng, qua đó xây dựng hình ảnh đường sắt thân thiện, đẹp hơn trong mắt hành khách cả trong và ngoài nước khi đi tàu. Một trong số đó là hệ thống mã QR code giúp hành khách thưởng thức ẩm thực vùng miền ngay trên tàu. Đây là lần đầu tiên anh Ross Ramsey và vợ đến Việt Nam. Quyết định di chuyển đến Hải Phòng bằng tàu hỏa, anh đã vô cùng bất ngờ khi được nhân viên hướng dẫn về dịch vụ mã QR trên tàu. Giờ đây anh có thể tự dùng điện thoại thông minh để đặt các đặc sản của Hà Nội và Hải Phòng. Tất cả đều nằm trong chiếc mã QR này. Tôi vô cùng ấn tượng về mã QR mà chuyến tàu này chuẩn bị cho những hành khách nước ngoài như tôi. Thay vì phải tìm hiểu rồi lựa chọn rất nhiều các gợi ý trên mạng, giờ chúng tôi có thể tùy ý chọn theo ý thích của mình. Trên các toa ghế ngồi hoặc trong khoang giường ngủ sẽ dán các mã QR code. Người dùng điện thoại thông minh quét mã QR sẽ link vào trang web bán hàng. Trên trang này, hành khách có thể lựa chọn mua đồ ăn, thức uống để dùng ngay trên tàu bằng cách tích vào đồ muốn mua. Hệ thống ghi nhận và báo về nhân viên toa xe. Nhân viên sẽ đến gặp hành khách để xác nhận lại và báo nhân viên phục vụ ăn uống, phục vụ sản phẩm đến hành khách. Mục đích của mình là sẽ dừng ở những ga trên toàn nước, coi những đặc sản hay là coi những cái món ăn nào nó ngon để mình trải nghiệm. Mình lần đầu tiên mình đi nên mình cũng chưa rõ về những cái QR code là sao. Chắc chắn là chút xíu nữa mình sẽ sửa. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, đặc sản phải gắn với địa danh. Ví dụ món bê thui Cầu Móng, Quảng Nam, món bánh bột lọc Huế. Nên trước khi tàu đến ga có dừng đỗ tại địa danh này ít nhất khoảng 20 phút, nhân viên phải xác nhận xong đơn với khách. Quá thời gian này trên hệ thống không thể hiện đặc sản tại địa danh này nữa, mà chỉ thể hiện đặc sản địa danh kế tiếp trên hành trình tàu. Từ cuối năm 2023 thì ngành đường sắt chúng tôi cũng có triển khai cái việc bán hàng trên các cái app mà hành khách có thể đặt mua hoặc là mua ngay trên các cái chuyến tàu, và hoặc là chúng tôi có cái việc là từ trên tàu và dưới ga kết nối với nhau để khi mà hành khách đặt mua ở trên tàu thì dưới ga cũng đã chuẩn bị để khi hành khách đến ga là có thể đã có những các cái mặt hàng mà hành khách đặt để phục vụ, đặc biệt là đối với những các cái đặc sản vùng miền của trên dọc các cái tuyến, ví dụ như tuyến Thống Nhất, rồi tuyến Hải Phòng, tuyến Lào Cai. Đường sắt đã áp dụng quét mã QR đặt mua sản phẩm dịch vụ trên một số đoàn tàu Thống Nhất như SE1, SE2, SE19, SE20, chặng Hà Nội, Đà Nẵng và các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai. Về giá thành, phía đường sắt cũng cam kết các chi nhánh vận tải làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo hàng chất lượng, giá cả hợp lý. Thời gian tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục nghiên cứu hiệu quả mô hình QR code để mở rộng thêm nhiều chặng khác. Trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu ngàn tỷ đáo hạn, trong đó có rất nhiều lô trái phiếu giá trị lớn được phát hành bởi các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết hoặc mới thành lập. Trong số này có 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản, theo sau là nhóm ngân hàng chiếm 21%. Theo dữ liệu mới nhất do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm là 258.239 tỷ đồng. Các chuyên gia và nhà đầu tư cũng kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, theo hướng chặt chẽ hơn với việc áp dụng những yêu cầu cao hơn đối với tất cả các thành viên tham gia thị trường, qua đó giúp cho hoạt động phát hành trái phiếu mới dần phục hồi. Thưa quý vị, trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế, nhưng với sự hỗ trợ từ nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 chứng kiến sự phục hồi tốt. Đẩy mạnh các biện pháp tạo môi trường thuận lợi, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, các giải pháp tăng tiếp cận vốn của các chủ thể tham gia thị trường sẽ là những nhiệm vụ quan trọng của thị trường chứng khoán thời gian tới.
Tính đến cuối năm 2023, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5.937.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2022, tương đương 58,1% GDP. Tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 7,29 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số, vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được chính phủ đưa ra. Trong thời gian tới, nhiều biện pháp tạo kênh dẫn vốn hiệu quả hơn sẽ được áp dụng. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ quyết định tới việc được nâng hạng của thị trường, cũng như tạo nguồn vốn tốt hơn cho chứng khoán thời gian tới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quản trị rủi ro và đẩy nhanh việc đưa vào hệ thống giao dịch mới. Khi chúng ta tiếp cận được thị trường mới nổi, thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón chờ cũng như đón nhận những lượng vốn lớn từ nước ngoài, từ các định chế tài chính lớn trên thế giới, từ các tổ chức lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Và cái quy mô lượng vốn tràn vào Việt Nam sẽ rất là lớn. Phải nói là chúng ta sẽ sẵn sàng chờ đón nhận cỡ khoảng 5 đến 7 tỷ đô mới. Trên thế giới thì cái tỷ lệ mà không thanh toán ký quỹ thì nó cũng không cao, nó chỉ dưới mức 2%. Đấy, thì điều này sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện là về việc là chấp nhận rủi ro cũng như là đưa ra những cái phương án để hài hòa hơn, để qua đó có thể giúp cho Việt Nam có thể là dễ dàng tiếp cận với mục tiêu là nâng hạng thị trường hơn. Hôm nay thì chúng ta cũng đang nỗ lực trong việc đưa cái hệ thống KRX cũng như là xây dựng cái hệ thống thanh toán bù trừ trung tâm để có thể giải quyết vấn đề. Theo ước tính của World Bank, Việt Nam sẽ thu hút thêm 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quốc tế cho tới năm 2030 khi nâng hạng thị trường chứng khoán. Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Theo tính toán của World Bank, việc nâng hạng sẽ là lực đẩy đáng kể cho thị trường vốn Việt Nam khi tăng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài. Khi đó, thị trường sẽ có mức vốn hóa đạt quy mô lớn, tính thanh khoản hấp dẫn ngang nhiều nước có trình độ phát triển tương tự. Điều này có thể mang lại 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam tới năm 2030. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2024 trên địa bàn Hà Nội tăng 1,01% so với tháng trước và tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5% so với bình quân cùng kỳ. Trong tháng này có 10 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay trùng vào tháng 2 nên nhu cầu ăn uống, lương thực thực phẩm tăng cao, khiến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,77%. Nhóm giao thông tăng 2,59%, tác động làm tăng CPI chung 0,25%, chủ yếu là do giá xăng điều chỉnh tăng vào ngày mùng 1 và ngày 15 tháng 2 năm 2024, khiến giá xăng bình quân trong tháng tăng 5,67% so với bình quân tháng trước. Giá dầu diesel tăng 5,51%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,09%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 2 năm 2024 tăng 2,17% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,38%. Cũng trong tháng 2 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đạt 1,423 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,6% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ của năm 2023. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 824 triệu đô la Mỹ, giảm 6,8% và tăng 23,3%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 599 triệu đô la Mỹ, giảm 6,3% và giảm 1,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,946 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1,708 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,8%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,238 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Từ chiều và đêm mai ngày 29 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mới đây, Bộ Công an đã công bố quyết định 320 về thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều thủ tục về đăng ký cư trú được thực hiện qua VNEID. Theo đó, sửa đổi 11 thủ tục hành chính về đăng ký cư trú có một số đáng chú ý,
như đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú. Để thực hiện các thủ tục trên, ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã, Bộ Công an còn hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các cổng dịch vụ công trực tuyến như trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, ứng dụng VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật. Mới đây, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ghi nhận có tình trạng khán giả bị lừa khi mua lại vé phim Đào, Phở và Piano tại các hội nhóm trên mạng xã hội. Sau sự việc sập trang web vì quá tải truy cập cùng với tình trạng lừa đảo bán vé trên mạng xã hội kể trên, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đưa ra thông báo chính thức vé phim Đào, Phở và Piano hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy vé, không bán online. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông khuyến cáo khán giả không mua vé xem phim do người khác bán lại trên Internet để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Cơ quan này cũng nhận định hiện tượng phe vé, bán lại vé giá cao giả mạo trang web chính thống và sau đó chiếm đoạt tiền của người dân có nhu cầu tham gia các sự kiện nổi tiếng đã trở thành vấn nạn. Giá vàng trong nước sáng nay ngày 29 tháng 2 tăng mạnh đối với giá vàng SCG lẫn vàng nhẫn. Giá vàng trong nước liên tục đi lên trên bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ổn định. Cụ thể, lúc 9 giờ 30 ngày 29 tháng 2, giá vàng SCG được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 77,5 triệu đồng một lượng, bán ra 79,5 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với sáng ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giao dịch vàng SCG thấp hơn với 79,4 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi tập đoàn Doji bán ra vàng SCG là 79,45 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giá mua vào bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, lên tới 2 triệu đồng một lượng.